Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Phó Thủ tướng thường trực kêu gọi tạo lập môi trường giao thông an toàn thân thiện. Mất an toàn giao thông do bất cập giải phân cách trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện Hoàng Hóa. Để tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông, Phó Thủ tướng thường trực kêu gọi các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương, các tổ chức đoàn thể và mọi người dân hãy nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông, cùng tự giác thực hiện, đã uống rượu bia không lái xe, không phóng nhanh vượt ẩu khi lái xe, luôn đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe máy, luôn thắt dây an toàn khi ngồi trên ô tô, nhường nhịn giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông. Khoảng 21 giờ 30 phút đêm qua 15 tháng 11, một ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 60A-29810 chạy trên quốc lộ 1K hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai. Khi đến gần giao lộ quốc lộ 1K với đường Tô Vĩnh Diện, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương thì lao lên vỉa hè tông đổ một biển báo giao thông và tiếp tục lao về trước tông nhiều xe máy và nhiều người đang ngồi nhậu. Chiếc ô tô chỉ dừng lại khi lao xuống đường tông tiếp vào một xe 7 chỗ khác đang đậu. Hậu quả vụ tai nạn làm 4 người bị thương được người dân nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu, trong đó có cả trẻ em. 3 người sau đó đã được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy. Tại hiện trường, nhiều vật dụng mảnh vỡ nằm ngổn ngang, ô tô gây tai nạn hư hỏng nặng, túi khí bung ra ngoài. Nam tài xế khoảng trên dưới 35 tuổi sau đó được đưa về phường làm việc trong tình trạng say xỉn nặng. Đến sáng 16 tháng 11, công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm xong hiện trường và đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Thưa quý vị và các bạn, kể từ thời điểm dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1A hoàn thành và đưa vào sử dụng, việc đặt giải phân cách cứng giữa đường để phân làn, điều tiết giao thông, cùng với đó là các lối mở bố trí tại các vị trí hợp lý để các phương tiện sang đường an toàn. Tuy nhiên, tại hai vị trí điểm mở trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn huyện Hoàng Hóa đã không hợp lý gây mất an toàn giao thông. Điểm giao cắt giữa tuyến quốc lộ 1A với đường vào khu hành chính của xã Hoàng Kim, huyện Hoàng Hóa thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông do giải phân cách được mở trực diện với điểm giao cắt. Vốn là tuyến đường chính vào Ủy ban nhân dân xã, trường học và đi ra quốc lộ nên tại vị trí này, người và phương tiện qua lại điểm giao cắt rất đông, đặc biệt là giờ tan tầm, bởi vậy nơi đây thường xuyên xảy ra tình trạng lộn xộn, mất an toàn giao thông. Tương tự, tại vị trí điểm giao cắt quốc lộ 1A với đường vào làng Phú Khê, xã Hoàng Quý, huyện Hoàng Hóa, giải phân cách được mở ngay cổng làng, bên đối diện lại là đường vào khu sản xuất nông nghiệp của xã. Do có quá đông phương tiện từ hai phía cùng sang đường một lúc tại cùng vị trí đã dẫn đến xung đột giao thông giữa phương tiện sang đường và phương tiện di chuyển trên quốc lộ 1A. Theo người dân cho biết, năm nào tại đây cũng có người chết do tai nạn giao thông, thậm chí trong năm 2019, trong vòng một tháng có tới 3 vụ tai nạn giao thông làm 3 người chết. Điểm từ cổng làng Phú Khê của mình đi ra ngoài giao cắt giữa quốc lộ 1A ra đường ưu tiên đó, là hầu như tháng nào cũng xảy ra tai nạn, và đặc biệt là tháng 9 năm 2019 là đỉnh cao, là đỉnh điểm nhất, riêng cái tháng 9 đó là chết người, 3 người chết. Đề nghị là cái đoạn đường này thì cái giải phân cách để làm cho nó chuẩn xác để cho người đi tham gia giao thông cho nó an toàn hơn. Khi mở giải phân cách để sang đường, bên cạnh việc phải dựa vào khoảng cách quy định còn phụ thuộc vào tình hình thực tế về mật độ phương tiện tại từng khu vực. Tuy nhiên, thông thường tại những vị trí giao cắt đông dân cư hay chợ, trường học, công sở, không mở giải phân cách trực diện mà sẽ mở lệch đi vài chục đến vài trăm mét để kéo giãn bớt mật độ phương tiện sang đường cùng lúc, hạn chế xung đột giao thông. Việc đột nhiên mở mới giải phân cách ngay trước cổng làng là hoàn toàn không phù hợp, dẫn đến mất an toàn giao thông. Do đó, đề nghị các đơn vị liên quan sớm có điều chỉnh phù hợp thực tế, đảm bảo an toàn giao thông. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.